Thưa quý vị, triển khai thực hiện kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngày hôm nay, các địa phương đã bắt đầu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới trong những ngày gần đây, hiện phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã ghi nhận 8 ca mắc COVID-19. Nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng đang ở mức cao. Vì vậy, phường đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình ngay trong sáng nay, ngày 18 tháng 7. Ngành y tế quận Liên Chiểu đã huy động lực lượng hỗ trợ địa phương lấy mẫu, đảm bảo nhanh chóng và yêu cầu về giãn cách. Tôi cũng có đi nhiều chỗ và tiếp xúc với nhiều người và có đi ra khỏi thành phố, cho nên là hôm nay được địa phương cho xét nghiệm. Cũng tranh thủ thời gian khoảng 5-10 phút, làm rất nhanh và rất gọn. Cùng với các địa phương khác, chiều nay, quận Sơn Trà cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình, bắt đầu tại phường An Hải Bắc. Hơn 2.100 người là đại diện hộ gia đình của phường đã tập trung để lấy mẫu, đảm bảo đúng đối tượng. Đặt vấn đề là phải giãn cách theo quy định chung, bên cạnh đó thực hiện cái 5K, sát khuẩn tay, đầu đeo khẩu trang và đứng giãn cách để tập trung cho ngành xét nghiệm đảm bảo yêu cầu đề ra. Dự kiến lấy mẫu đợt này là khoảng hơn 11.000 người ở tại 7 phường. Chiều hôm nay thì tiến hành làm ở phường An Hải Bắc. Chúng tôi huy động tối đa là trên 100 người, kể cả hệ thống chuyển dữ liệu về tại đơn vị trung tâm diễn trà để gửi đánh máy và toàn bộ hệ thống chính trị của quận đã vào cuộc khẩn trương để triển khai hoàn thành tốt cái nhiệm vụ lấy đại diện hộ gia đình khoảng 30% trong toàn quận Sơn Trà. Hiện nay Đà Nẵng có 276.332 hộ gia đình. Trong đợt lấy mẫu tiến hành từ hôm nay 18 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, thành phố sẽ xét nghiệm đại diện hộ gia đình cho 100% số hộ gia đình, khoảng 35.897 hộ đối với các phường Hòa Khánh Bắc thuộc quận Liên Chiểu, Hòa An, quận Cẩm Lệ, An Khê, Thạc Giáng, quận Thanh Khê. Đồng thời xét nghiệm đại diện hộ gia đình đối với 30% số hộ gia đình, khoảng 72.131 hộ đối với các xã phường còn lại. Thành phố cũng lưu ý các địa phương phải có kế hoạch thực hiện giãn cách theo quy định tại khu vực tổ chức lấy mẫu, không được tập trung quá đông người dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc tiến hành xét nghiệm đại diện hộ gia đình là một giải pháp cần thiết lúc này. Thông qua việc xét nghiệm tầm soát diện rộng như thế này sẽ giúp thành phố đánh giá được nguy cơ lây nhiễm để có các biện pháp phù hợp trong thời gian tới.